Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Địa ốc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, theo dự báo của hãng môi giới bất động sản Countrywide PLC, giá nhà tại London, Anh Quốc năm 2017 sẽ giảm. Đây sẽ là lần giảm đầu tiên trong chu kỳ tăng trưởng liên tục tại thị trường bất động sản Anh Quốc trong suốt 7 năm qua, kể từ năm 2009. Theo dự báo của hãng môi giới bất động sản lớn nhất Anh Quốc là Countrywide PLC, giá nhà tại London sẽ giảm tốc chỉ còn tăng khoảng 3,5% cho cả năm 2016. Giá nhà sẽ còn tiếp tục giảm tốc và dự báo giá sẽ giảm bình quân là 1,25% trong năm 2017. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu sau khi có kết quả trưng cầu dân ý hồi tháng 6. Chuyên gia kinh tế trưởng của hãng Countrywide cho rằng việc Anh rời khỏi EU đã làm ảnh hưởng đến kinh tế của Anh Quốc ít nhiều. Trên phân khúc nhà ở cao cấp tại London, nguồn cung đang dư thừa và còn đang chịu một tác động khác từ chính sách, đó chính là chính phủ quyết định tăng thuế giao dịch trên nhóm bất động sản này. Theo dự báo của Countrywide, giá bất động sản tại những khu vực trung tâm của London sẽ giảm khoảng 6 phần trong năm 2016 và tình hình có thể sẽ thay đổi trong năm 2017. Trong một tháng gần đây, bình quân thời gian để bán thành công một bất động sản tại London mất nhiều hơn, mặc dù giá bán nhà đã được hạ xuống. Nếu so với thời điểm tháng 5 năm nay, thời gian giao dịch thành công một bất động sản đã kéo dài thêm 5 ngày. Kính thưa quý vị, Pokemon Go chỉ vừa ra mắt tại Việt Nam trên thiết bị điện thoại di động iOS và Android. Trò chơi này đã tạo nên cơn sốt mới tại Việt Nam và ngày càng được đông đảo người dùng tham gia. Thế nhưng, liệu Pokemon Go và bất động sản thì có liên quan gì với nhau? Sau đây sẽ là một số ý tưởng mà hãng tư vấn JLL gợi ý các công ty bất động sản có thể thực hiện dựa trên công nghệ này. Pokemon Go là một trò chơi thực tế ảo trên điện thoại di động, cho phép người chơi bắt những con quái vật Pokemon trên đường phố bằng cách sử dụng thiết bị di động và có thể tìm kiếm dựa trên không gian thật. Mới đây, các chuyên gia tư vấn của hãng JLL đã đưa ra một số gợi ý cho các công ty bất động sản Việt Nam có thể thực hiện để tăng độ tương tác cũng như là cung cấp những thông tin hữu ích trong thị trường bất động sản. Gợi ý thứ nhất đó là lập bản đồ định vị tài sản. Sử dụng ứng dụng bản đồ trên di động để tìm và ghi nhớ những bất động sản nhà ở hoặc thương mại đang bán hoặc là cho thuê, hay là tìm kiếm các bất động sản ở vùng lân cận hiện đang được phát triển. Ý tưởng thứ hai đó là hiển thị thông tin về tài sản. Khi bạn đi bộ hoặc lái xe, bạn có thể nhận được các thông báo về các tài sản trên đường đi. Bạn có thể lọc và lưu lại những thông tin mình đang quan tâm với kích thước, giá cả và tiện ích, v.v. Gợi ý thứ ba đó là truy cập thông tin về bất động sản. Bạn hướng máy ảnh điện thoại di động vào một tòa nhà và ứng dụng này cho phép hiển thị thông tin bất động sản bao gồm nội dung, dữ liệu nghiên cứu, hình ảnh, video, mặt bằng, các thông tin liên lạc của đại lý và bạn có thể gửi thư yêu cầu mua hoặc là thuê. Bạn có thể hướng máy ảnh điện thoại di động vào một tòa nhà đang được thi công và nhìn thấy hình ảnh tương tác 3D. Bạn cũng có thể biết được hiện trạng của tòa nhà, mặt bằng và hình ảnh sau khi hoàn thiện. Gợi ý thứ tư đó là quản lý thông tin. Ngay sau khi có được thông tin từ những cách trên, bạn có thể lưu vào điện thoại hoặc là chia sẻ thông tin với người khác. Gợi ý thứ năm đó là tổ chức hội thảo bằng video ngay tại dự án. Khi đang ở dự án, bạn có thể thảo luận với mọi người bằng một cuộc họp video, không cần phải sắp xếp thời gian thuận tiện để gặp nhau tại địa điểm cố định. Kính thưa quý vị, hãng tư vấn bất động sản Savills và Đại học Deakin vừa công bố danh sách các thành phố hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư văn phòng. Theo danh sách này, thì thành phố Sydney của Úc đang là thành phố có tỷ suất sinh lợi trên suất đầu tư văn phòng cao nhất. Theo báo cáo của Savills và Đại học Deakin, tính đến nay, Sydney của Úc là thị trường có suất đầu tư văn phòng hấp dẫn nhất thế giới với tỷ lệ sinh lợi ở mức 5,62%. Dữ liệu này được Savills và Đại học Deakin xây dựng dựa trên so sánh suất đầu tư cũng như suất sinh lợi trên thị trường văn phòng của 42 thành phố trên các châu lục gồm châu Á, Thái Bình Dương, châu Mỹ và châu Âu. Savills cho rằng thị trường bất động sản văn phòng đang được lên ngôi và đang trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới nhờ mức sinh lợi hấp dẫn và độ rủi ro thuộc nhóm thấp. Trong khi nhiều thành phố khác như Paris và Hồng Kông, tỷ suất sinh lợi trên bất động sản đang giảm so với trước đây, nhưng Sydney vẫn duy trì tỷ suất sinh lợi khá ấn tượng trên 5,6%. Xếp ngay ở vị trí thứ hai là thành phố của Mỹ, gồm Tây Los Angeles và San Francisco với mức lãi suất là 4,5%. Phía Tây London đạt tỷ suất sinh lợi 2,8%, Hồng Kông là 3%. Đáng chú ý trong danh sách này cũng bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hai thành phố của Việt Nam có tỷ suất sinh lợi cao nhất với 9,3% ở thành phố Hồ Chí Minh và 9% ở Hà Nội. Tuy nhiên, các chuyên gia từ Savills và Đại học Deakin cho rằng,
Mặc dù hai thành phố này có mức lãi suất cao nhất, nhưng mức lãi suất này cũng phản ánh những rủi ro đầu tư lớn hơn. Mới đây, tại thủ đô Kuala Lumpur vừa chính thức công bố một dự án căn hộ cao cấp có tên là Star Residence 2 nằm ngay đối diện tháp đôi Petronas, biểu tượng của Malaysia. Dù ở vị trí đắc địa như vậy, nhưng giá bình quân mỗi căn hộ tại tòa nhà này chỉ chưa đến 5.700 đô la một mét vuông, tức là chỉ tương đương giá một căn hộ cao cấp tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là ngày 21 tháng 8, thì Star Residence 2 tại Malaysia vừa lần đầu tiên được Alpha Holdings giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn Alpha Holdings vừa chính thức công bố dự án bất động sản Star Residence 2 ngay vị trí đất vàng của thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là dự án hợp tác chiến lược với công ty bất động sản quốc tế Prones International có trụ sở tại Singapore. Dự án này được giới đầu tư gọi là siêu phẩm vì có nhiều điểm độc đáo và duy nhất ngay tại thủ đô Malaysia. Đầu tiên là vị trí độc tôn ngay trung tâm tài chính và thương mại sầm uất của Kuala Lumpur, ngay đối diện và chỉ cách 3 phút đi bộ đến tháp đôi Petronas. Từ tòa nhà Star Residence 2 có thể nhìn ra toàn cảnh thủ đô Kuala Lumpur. Điểm nổi bật thứ hai là dự án Star Residence là một trong những tổ hợp căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại hiếm hoi còn lại được cấp sở hữu vĩnh viễn cho người nước ngoài tại trung tâm Kuala Lumpur. Ông Đặng Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Holdings cho rằng, mặc dù sở hữu vị trí kim cương, nhưng giá mỗi căn hộ tại đây chỉ có giá bình quân chưa đến 5.800 đô la một mét vuông, thấp hơn giá căn hộ cao cấp tại Hà Nội và gần như chỉ tương đương hoặc thấp hơn giá các căn hộ cao cấp tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu bất động sản tại Malaysia trở nên rất hấp dẫn bởi vì những lý do thứ nhất đó là nền kinh tế Malaysia đang là nền kinh tế tăng trưởng rất mạnh từ đô la Mã. Và thứ hai nữa là đồng tiền ringgit hiện giờ đang ở mức giá rất thấp và đang có chiều hướng tăng trở lại và đang thấp hơn khoảng 30% so với cả mức trung bình của 5 năm vừa qua. Và điều đó dẫn đến khi mà đầu tư một dự án bất động sản tại Malaysia thì chúng ta được hưởng lợi kép từ gồm có sự tăng trưởng của nền kinh tế là GDP tăng trưởng trung bình 5% cũng như là 30% của đồng nội tệ của Malaysia có khả năng sẽ mạnh lại lên trong thời gian sắp tới. Star Residence 2 được phát triển bởi tập đoàn bất động sản UM Land của Malaysia, chuyên đầu tư và phát triển bất động sản siêu sang. Dự án gồm 3 tòa tháp căn hộ hạng sang theo đúng tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, kết hợp với trung tâm thương mại 6 tầng Star Boulevard, Signature Retail và có hơn 40 tiện ích trên không như gym, bình bồng, vườn đung đưa, hồ bơi vô cực, spa thư giãn thủy lực, hồ bơi nước ấm, vườn BBQ, sky bar v.v. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của bản tin Địa ốc tuần này và ở phần 3 của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin nổi bật sau. Lý giải vì sao nhà đất ven thành phố Hồ Chí Minh hết hàng.